hàng coi coi. Đây nè, tôi hướng dẫn cho cách đổ nhớt nè ông nội, đứng lên. Muốn đổ nhớt mà nó không tràn không chảy phải không, là phải nằm vậy nè, mà để nằm vậy nè. Đây là máy ghim đó cha ơi, cái này mua về bơm nhớt vô là sử dụng được rồi. Đây nè, lại đây gờ cái này là biết liền đó, nó mềm mềm là biết còn ghê. Đâu anh bán rồi anh tư vấn cho khách hàng coi coi. Đây nè, tôi hướng dẫn cho cách đổ nhớt nè ông nội, đứng lên. Muốn đổ nhớt mà nó không tràn không chảy phải không, là phải nằm vậy nè, mà để nằm. 22 con 14 con 23 con 22 này sửa thầu rồi. Của anh em nào nè, chuẩn bị nhận máy. Đây test máy cho của máy sửa này coi. Anh kêu làm ga bô rất tự động, chén cú bắp. Lấy muốn lưới nè, mét rong chụp ra mấy ngoài cho đừng có thay. Đây còn máy này, máy 14 đang kêu bán 7 triệu. 7 triệu anh em nào cần để chạy đỡ uống xăng rồi đó, thì lấy máy 14. Là ga bọng cho anh em luôn, rất là nhẹ giật. 7 triệu rồi, xong số điện thoại luôn anh ơi, tắt máy đi anh ơi. 0908 844 020. Rồi còn máy đó, máy sửa chết rồi. Động tới cái nào sửa máy, hai máy đồ liên hệ với Triết nha. Máy hai máy đồ nè. Với một máy. Còn muốn vỏ hũ vui thì của Triết có luôn. Đây là bốc một mớ rồi các bạn. Bốc mũi nè. Mũi 35 hay gì? Mũi 35. Chiều dài 5m1. Còn phần lái. Phần lái là 80 tròn. Chiều cao của cái lường là 27. 27 cho anh em trải nghiệm. Vừa cao và vừa giọt. Mẫu mới không có hầm mũi. 5m1 làm cá nó đẹp đẹp không. Chiếc này nó mốt ức tròn. Ức tròn lường Thái. Có 3 màu lựa chọn: xanh, cam và vàng lai chanh. Làm anh em nào có cần vỏ liên hệ với anh Triết nha. Chiếc này nước lên hút hàng nhỏ lớn hết rồi anh em ơi, chưa có qua đại lý dẫn ti kéo về nữa.